Giờ mình nêu một cái second mới nè, vô đặt tên nó là final đi, xong hết rồi. Ok, bây giờ mình kéo cái second 1 vô trước. Giả sử tập số 1 mình thử thôi ha, second 1 thả vô đây, có âm thanh, có tiếng là đặt đó, như một cái phim bình thường, có gì xảy ra hết. Tiếp theo cái số 2 là cái album ảnh của mình, bỏ tiếp theo. Rồi nó ra đây đó, xong cái đó tôi qua tới cái album. Tiếp theo cái cuối cùng là cái logo của mình. Giả sử này 3 tập phim gom thành 1. Đây. Đúng rồi, quay tùm lum cái này các bạn cứ minh họa thôi, đừng có suy nghĩ gì hết. Thường thường trước phim á, ví dụ bạn muốn ra một cái phim thì người ta hay có mấy cái nào phải bằng để trống, mua bao hết thế này hay kéo ra đằng sau để trống trước này. Mình trước khi vô phim nó hay có mấy cái trò mà bạn hay coi phim thấy nè. Thứ nhất new một cái này hoặc là này counting trước, nêu một cái counting này mình coi bạn thấy quen đó. Ok đấy, đổi màu thì bạn cứ coi cái này, bạn đổi màu không biết là dễ lắm. Ok, universal kéo nó vô, thả vô đây, vô phim đầu tiên bạn thấy nó hay có cái trò đếm 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 xong mới vô ha. Hồi xưa mấy bạn mà đi bằng cái băng video hồi xưa mới có đấy. Kéo thả nó vô, nó có âm thanh đó. Không muốn sửa cái double click nó vô thôi. Rồi nó có mấy cái mới nữa nè, mấy cái mà không phải mới mà mấy cái mà ví dụ như bạn coi TV nó hay cúp điện này kia, nó hay có mấy cái hiện tượng bật lên này, ví dụ như bang tone. Ok luôn. Đó nó nằm đây, kéo nó qua. Bạn đặt ở đâu cái này bạn thấy nè, cúp điện hay có cái này đúng không? Nhà đài nó cũng lấy cái này ra thôi, nó không có thiết kế gì đâu. Hay là không phải cúp điện mà mất hết chương trình, với lộn mất sóng á. Cái tiếng nó rất là khó chịu, để bạn ngủ quên, bạn thức dậy bằng ngủ quên thức dậy bằng tắt tivi thôi. Nhưng mà cái này nó thiết kế từ xưa tới giờ đó, chứ không phải mới ra đâu. Cái này cái thợ mới tivi ra đời, cái thời xưa mấy ông thợ sửa tivi ông thích cái bản này lắm. Ngày xưa ông phải đợi cái chương trình phát sóng, nó hết chương trình nó mới bật cái này lên. Ông ngồi mấy cái tivi đời cũ ông cân màu tivi xưa nó hay lệch màu này nọ, là ông bật cái này lên ông cân màu. Cho nên bạn thấy mấy cái thờ ông điện tử á, kiểu tivi ông hay ngồi bật cái này lên, ông ngồi nhẹn nhẹn mới ấp theo lưng, ông để cái gương soi mạnh trước nhẹn nhẹn cân theo cái ba màu này thôi, chứ không phải là nó làm để chơi đâu. Bây giờ nó thành một cái biểu tượng mà hết chương trình nó bật lên, cái tiếng nó hú xíu, nó rú lên khó chịu. Đó là mấy cái các bạn hay thấy mấy cái chương trình trong phim, cái này cũng giống nhau thôi, có gì. Còn mấy cái này thì những cái bảng màu đen thôi, nó bỏ vô thôi, không có gì. Cái title mình học sau, cái này cái chương trình này rất là mạnh về cái title là các chữ nghĩa đó. Đấy, khi bạn bỏ vô rồi, bạn thích thì bạn để, bạn thích thì xóa nó đi, không có gì hết. Bao phát lại kéo về, đây là cái phim của mình. Đây là phim. Giả sử ha, đấy, gom nó về, nhớ gom nó về một cái thế này. Tức là lúc bạn làm không nên làm một phim. Nguyên tắc bạn có thể làm một cái cũng được, nhưng mà phải tách từng phần ra thế này. Tại vì bây giờ bạn muốn sửa ở đây thì cái final của bạn tự động nó update theo, bạn không làm gì hết, bạn muốn sửa ở đây nó theo. Nhưng mà nó dễ quản lý, bạn rất là dễ, bạn muốn sửa cái này nó theo. Bạn muốn chỉnh cái effect gì từng cái thì nó nằm ở đây. Đấy, thử một cái second final đi ha. Thử cái final.